Sáng nay, 30 tháng 3, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 13 để thẩm tra, xem xét về nhiều nội dung. Trong phiên làm việc sáng nay, thì Ủy ban Pháp luật đã xem xét cho ý kiến vào dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Theo báo cáo thẩm tra, với chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, tại kỳ họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội thông qua 9 dự án, cho ý kiến 9 dự án luật, trình Quốc hội thông qua 9 luật, cho ý kiến 5 dự án luật tại kỳ họp thứ 6. Với chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, tại kỳ họp thứ 7 sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua 7 dự án, cho ý kiến 12 dự án luật, trình Quốc hội xem xét thông qua 12 luật, cho ý kiến 2 dự án luật tại kỳ họp thứ 8. Đóng góp ý kiến vào một số dự án luật cụ thể, các đại biểu nhất trí đề xuất của Chính phủ và đề nghị Ủy ban Pháp luật cân nhắc tính thời điểm trình Quốc hội. Vẫn còn những cái tồn tại hạn chế bất cập hiện nay trong cái lĩnh vực hoạt động đấu giá tài sản. Tình hình thực tiễn ở địa phương bây giờ chúng tôi đang rất là vướng. Ngay tại thời điểm bây giờ thôi thì rất nhiều tỉnh cũng đã đang thực hiện cái việc rà soát toàn bộ những cái bất cập này để kiến nghị với Bộ Tư pháp, và đặc biệt một cái nữa đó là xuất phát từ cái tính chất của cái hoạt động đấu giá tài sản là một trong những cái lĩnh vực đầu tiên mà dễ dẫn đến phát sinh tiêu cực, tham nhũng và gây cái thất thoát lớn cho tài sản của nhà nước. Thế và nó cũng là rất là dễ, là lĩnh vực rất dễ phát sinh tiêu cực. Do đó thì rất là cần thiết phải có cái thể chế pháp luật nó đồng bộ, nó đầy đủ và nó đáp ứng được cái yêu cầu của thực tiễn. Ủy ban Pháp luật đề nghị các cơ quan tổ chức được giao lập đề nghị, chủ trì soạn thảo, thực hiện nghiêm, thực chất việc đánh giá tác động của chính sách, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động, bảo đảm thiết thực hiệu quả. Cùng với các ủy ban cũng đã có những ý kiến để đảm bảo cái việc là chỉ những cái văn bản luật thực sự là cần thiết. Cái thứ hai nữa là được chuẩn bị kỹ lưỡng thì mới đưa vào chương trình, và đảm bảo là cái số lượng văn bản cũng không quá nhiều, để từ đó mà cái chất lượng xây dựng văn bản được tốt hơn. Riêng đối với dự án luật địa chất và khoáng sản thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái dự án luật này thì cũng đề nghị là cơ quan chủ trì soạn thảo cũng như Chính phủ cũng nghiên cứu để mà đảm bảo là trong quá trình soạn thảo thì phải phù hợp với các luật như là luật tài nguyên nước hay là luật đất đai và luật quy hoạch cũng như các cái dự án luật khác. Các đại biểu cùng thống nhất đề cao trách nhiệm, nhất là những người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật, chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản pháp luật. Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Thẩm định Quy hoạch Hạ tầng Dự trữ Cung ứng Xăng dầu Khí đốt Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu bảo đảm sức chứa dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu cả nước, đạt từ 75 đến 80 ngày nhập ròng, tiến tới đạt 90 ngày nhập ròng, đáp ứng tiêu chí của Tổ chức Năng lượng Quốc tế, bảo đảm sức chứa dự trữ khí đốt tối thiểu, đáp ứng 15 ngày tiêu thụ. Quy hoạch cũng nêu rõ các dự án trọng điểm quốc gia ưu tiên đầu tư như hạ tầng cho dự trữ quốc gia đối với dầu thô và sản phẩm xăng dầu, kho xăng dầu đầu mối quy mô lớn tại các khu vực có cảng nước sâu bảo đảm dự trữ đầu nguồn, bảo đảm nguồn cung ứng, cải tạo nâng cấp tuyến ống dẫn xăng dầu B12, đầu tư đường ống dẫn nhiên liệu bay, tuyến ống dẫn khí. Góp ý vào dự thảo quy hoạch, các chuyên gia, ủy viên phản biện đã kiến nghị bổ sung, điều chỉnh, làm rõ một số vấn đề như bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp, người dân, hài hòa yếu tố môi trường, tính khả thi, chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng xanh, tái tạo, cũng như lưu ý đến tính động, tính mở trong quy hoạch vì liên quan đến sự thay đổi về công nghệ và xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh. Ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của quy hoạch là đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố Nha Trang là đô thị hạt nhân, thành phố Cam Ranh là đô thị du lịch, logistics, huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế. Huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp, thị xã Ninh Hòa là đô thị công nghiệp, huyện Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống, huyện Trường Sa thành một trung tâm phát triển trên biển. Mục tiêu trở thành trung tâm kết nối vùng và là cửa ngõ chính ra Biển Đông của vùng Tây Nguyên và khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ,
Tầm nhìn đến năm 2050, Khánh Hòa là một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế đề án thành lập trường Đại học Tâm Anh tại tỉnh Long An, theo quy định của pháp luật liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định. Đề án thành lập trường Đại học Tâm Anh do Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là chủ đầu tư, với số vốn đầu tư dự kiến trên 2.000 tỷ đồng. Trường Đại học Tâm Anh sẽ bao gồm nhiều lĩnh vực đào tạo, trong đó tập trung các ngành y tế, chăm sóc sức khỏe và các ngành nghề quan trọng khác. Nếu được phê duyệt, dự kiến năm 2024, trường Đại học Tâm Anh sẽ được triển khai xây dựng tại tỉnh Long An. Trường Đại học Tâm Anh được kỳ vọng sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung, để đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng, chất lượng, nhân sự của ngành y tế Việt Nam và nhiều ngành nghề đang trên đà phát triển nhanh chóng hiện nay.